Phàm nhân ta vô địch trong thế giới tu tiên. Tập 85. Linh phun bộ nằm ở dưới phần mô tả nhé. Các bạn nhớ subscribe kênh nhé. Nói thẳng với người luôn là hoàn toàn chính cũng mà nó sát rồi, có khả năng sẽ mang đến phiền phức. Nhưng mà khả năng này cực kỳ thấp, bởi vì bọn họ đã bị ta giết toàn bộ rồi, trừ khi bọn họ phái thêm người tiếp viện tới. Ồ, ngược lại rất chi là thành thật nha. À được rồi, mang cô ta đi một đoạn đường cũng không sao, nhưng dù gì chuyện này cũng rất có rủi ro. Dù sao cũng phải có một chút thù lao đi. Vậy ngươi muốn gì? 500. À không không, 1000 kim tệ. Ừ, đây. Kim phiếu 1000 kim tệ ở bất cứ nơi nào cũng có thể dùng để đổi. Chết bà rồi, hô hơi da hơi yếu rồi. À đúng rồi, trong này ngoài từ tôi ra thì còn có một chú thịt heo bề ngoài vẫn còn khí lực hơi nhiều đó. Những người khác đều là tỳ trần lẩm cảm rồi, cho dù là có kết nối thế nào thì cũng sẽ không có phiền phức, cũng đừng có hại chúng tôi đó. Thì tạm đi, nếu thật sự là có phiền phức thì cũng sẽ không liên lụy tới các người. Thương tích của cô không có sao chứ? Tại hỏi có phần hiểu y thuật nè, nếu như không thì để tôi xem giúp cô một chút đi. Tiên sinh đúng là đại thiện. Cha dù đối mặt với cái loại hậu bối mắc bỡ không ra thế này, mà nhưng từ đầu tới cuối đều rất là từ bi. Cảm ơn người đã quan tâm phàm nhân. Đây không phải là bị tổn thương bình thường đâu, cảm ơn y tố. À hiểu rồi. Người chê tôi đúng là không biết tốt xấu. Người đã tự hủy đi đại cơ duyên rồi đó. Các người không cần phải để ý đến ta. Nếu có phiền phức gì thì ta sẽ tự giải quyết ngay. Ý? Đường này ta mở, cây này ta trồng, đi qua phải để phí mãi lũ. Nghe nói nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân. Hồi tưởng lại, ta vậy mà ba chân bốn cẳng chạy trần truồng suốt 18 năm. Không đủ tầm. Sao có thể chinh chiến xa trường cố thủ dàn sườn như tranh vẽ đây? Trên đời này, chúng ta chỉ tin tưởng tiền, tiền và tiền. Chúng ta là ăn cướp, năm anh em siêu nhân đây. Vậy, cái tình huống lời gì vậy? Cái lời kịch bản này đích thị là sân tạc rồi. Trong đó là không thiếu người tu hành đâu ha. Người ở bên trong cút ra ngoài cho ta. À cô nương, đến lượt cô xuất thủ rồi đó. Ta đang nghĩ cái thời khắc mấu chốt rồi. Các người trước tiên cứ kiên trì một khắc đi. Một khắc đồng hồ sau ta sẽ tự xuất thủ giải quyết. Khi địch lầm mía đó. À tiên sinh, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là... Đây. À, các vị đại gia, chỗ này là 100 kim tệ, coi như là phí quà. Rất là hiểu chuyện. So với tiền thì ta cảm thấy hứng thú với bản thân tiếp cà cà hơn đó. Vậy, bỏ qua có được không? Vậy thì toàn bộ đều phải chết tại nơi này đi. Lên anh em. Ây da, tôi là đại lão. Mọi người cùng nhau chống đỡ một khắc đồng hồ, chờ người kia xuất thủ là được. Hử, ây da, ha, hử. Úi chà, hay. Cái đại lão đã nhầu với mấy cái đứa trẻ rình, cứ như là đang ức hiếp ấy vậy. Nè, chúng ta làm phàm nhân, đối mặt với cái lớp sơn tật này có phải hơi nhạt nhẽo quá rồi không nhỉ? Đúng vậy, nhưng mà tiên sinh cảm ngộ sinh hoạt của phàm nhân, phàm khác thì chúng ta đi theo cậu ấy thì cũng phải biết phối hợp tích cùng chứ. Nhìn tiên sinh kia đi, như vậy mới văn vẻ
Phải có cũng phạm nhận cái đụng phải sân tật đó. Ai đừng có cháy đến đây đồ rác rưới. Ôi, vậy chúng ta... gì mất rồi? Ôi, các người... cứu mạng, các người không được qua đây, không được qua đây. Ôi vãi, gừng càng già càng cay mà. Ôi, ta rất sợ đó, ai, ta chỉ là một phàm nhân, các người sao lại đối xử với ta như vậy? Các người muốn làm gì ta? Ôi vãi, không hổ danh là người trước đây ở xung quanh lâu như vậy, chúng ta còn phải học tập nhiều. Hiểu chưa? Ôi, cứu mạng với, ai da. Ôi, không được qua đây, đừng có qua đây. Ôi, đáng sợ quá, đáng sợ quá. Mặc kệ đi. Ây da, ở đây có con kiến đang bò. Hử, xuất thủ. Những năm này giống như bị say rượu vậy. Không sợ ngã chết thì sợ tỉnh rượu. Ôi, đâu có mà có thể đứt, mẫu có thể ngừng chạy. Nhưng lão tử có thể ngộ nhưng không thấy cầu, rồi lót một trắng sau. À, cô nương tặng lời lưỡi hai. Phàm nhân chung quy vẫn là phàm nhân. Thật không biết cái đám người các người làm sao lại có lá gan lớn đến như vậy. Với cái tài nghệ này mà cũng dám từ Thanh Bình Giang tới Nam Sa, thật đúng là nghe còn mới đẻ không sợ cọp mà. Dù sao thì tôi cũng là lần đầu tiên đi xa đó. Nhưng mà các người vận khí cũng thật tốt đó. Cái lỗi tình huống này không ít người cũng không nói ngày cá mất một tay hay mà gãy một chân, cả thứ đều không có. Nhất lòng xung quanh thì nhiều vết đào chém như vậy, vậy mà bột đào cũng không có với tới được người. Vận khí coi như là không tệ. Chúng ta vẫn nên là lên xe đi trước. Ta rất hiếu kỳ mấy cái người phàm nhân các người vì sao lại không tu luyện. Nếu như hôm nay người có tu luyện một chút thì cũng không phải chật vật như thế rồi. Còn mày là mấy người có vận khí tốt cũng đừng gặp phải ta. Không phải nhờ vận khí thì cũng không biết mấy người có tiếp tục đi hay nổi không. Con nhỏ này, cái con móm này, thật đúng là hết con bà nó chuyện cỡ để nói hay sao ấy. Nữ như có thể tu luyện thì bố đi chẳng phải ngồi nhà gấm khổ thân rồi. Ngoài đây là phớ vào cầu lịch tân mà. Lần trước mình cũng đã từng thử gia nhập thành sơn môn rồi, nhưng mà thiên phú phế nên đã kiểm tra thiên phú cũng chẳng có hiệu lực. Mặc dù không biết lợ tống sâu này có thể cho cái bảo bối tức tỉnh linh căn các kiểu hay không đây. Ý? Cổ y áp vừa rồi. Lên xe đi bạn hiền. Đừng có lộn xộn nha. Là ảo giác sao? Phàm nhân chú quý vẫn là phàm nhân, dù thực sự có lòng cầu tiến cũng không thể có bộ dạng đó được. Quên đi, lên đường thôi. Link full bộ danh sách nằm ở dưới phần mô tả nhé. Nhớ subscribe kênh nhé.